lên xe tiễn em đi. Chưa bao giờ buồn thế, trời mùa đông Paris, suốt đời làm chia ly. Tiễn em về xứ mẹ, anh nói bằng tiếng hôn, không còn gì lâu hơn 100 ngày xa cách. Tuyết rơi mong manh buồn, Galileo đèn vàng cầm tay em muốn khóc, nói chi cũng muộn màng. Lên xe tiễn em đi, chưa bao giờ buồn thế, trời mùa đông Paris, suốt đời làm chia ly. Tàu em đi tuyết phủ, toa anh lạnh gió đầy, làm sao anh không rét cho ấm mộng đêm nay, mà mơ ngon trên khắp nẻo đường dày. Trời em mơ có sao, mình anh đêm ở lại, trời mùa đông Paris không bao giờ có sao, trời mùa đông Paris chưa bao giờ buồn thế. Chúng ta vừa nghe đoạn thơ Chưa bao giờ buồn thế của thi sĩ Cung Trầm Tưởng mà Phạm Duy đã phổ nhạc với tựa đề Tiễn Em. Bài thơ nằm trong thi tập tình ca là tập thơ đầu tay của thi sĩ xuất bản năm 1959 trong giai đoạn đầu của thời kỳ chia đôi đất nước, bắt đầu cho một cuộc chiến tàn khốc dài đằng đẵng hơn 20 năm. Cung Trầm Tưởng, tên thật là Cung Thức Cần, sinh ngày 28 tháng 2 năm 1932 tại Hà Nội. Năm 15 tuổi, ông bắt đầu làm thơ và có tập thơ đầu tay tên là Sóng Đầu Dòng. Tuy nhiên, tập thơ này chưa bao giờ được xuất bản. Năm 1949, ông rời Hà Nội vào Sài Gòn. Sau đó, ông sang Pháp du học tại trường Kỹ sư Không quân. Năm 1957, ông tốt nghiệp trở về nước làm trong ngành không quân của Việt Nam Cộng Hòa. Trong năm này, hai bài thơ của ông là Mùa Thu Paris và Vô Đề, thơ Trường Thiên, xuất hiện trong tuyển tập Đất Đứng của nhóm Quan Điểm và đã làm người đọc chú ý. Năm 1958, ông đứng ra chủ trương tờ Văn Nghệ mới và cộng tác thường xuyên cho tạp chí Sáng Tạo, Hiện Đại, Nghệ Thuật, Văn và Khởi Hành. Năm 1962, ông sang Hoa Kỳ học về khí tượng tại Đại học St. Louis. Sau đó, ông trở về Sài Gòn, tiếp tục làm trong ngành không quân với cấp bậc cuối cùng là trung tá. Sau năm 1975, ông bị đi tù Cộng sản, đến năm 1985 thì được thả về. Từ năm 1993, cùng gia đình định cư tại Hoa Kỳ cho đến nay. Về hoạt động văn hóa, trước và sau năm 1975, ông từng cộng tác với nhiều tạp chí Việt Mỹ trong và ngoài nước, hội viên liên kết của Văn Bút Pháp và Văn Bút Việt Nam hải ngoại, từng phát biểu về văn hóa, văn học và đọc thơ tại nhiều nơi trên thế giới. Tác phẩm của Cung Trầm Tưởng đã in gồm có Tình ca, Lục bát Cung Trầm Tưởng, Lời viết hai tay, Bài ca Nếu quan tài và tuyển tập thơ Cung Trầm Tưởng, Một hành trình thơ. Đây là cuốn Cung Trầm Tưởng, Một hành trình thơ. Và Michelle Phương Thảo đã bỏ 5 đêm liền để mà đọc. Và khi mà chuẩn bị cho chương trình thì Michelle hay làm dấu này để mà hỏi chú những cái câu mình không có hiểu đó. Nhưng mà không ngờ là
quý vị thấy là Michelle Phương Thảo làm dấu hầu hết cái cuốn sách này, có nghĩa là không biết cái cuộc nói chuyện này gọi là 2-3 ngày trời cũng sẽ không bao giờ nói hết được cái ý tưởng, cái tư tưởng của thi sĩ Cung Trầm Tưởng. Thành ra mình sẽ cố gắng, mình làm sao mình nói hết những cái gì mà thi sĩ muốn nói đến quý khán giả trong một cái thời gian có hạn. Bây giờ Michelle Phương Thảo làm dấu để làm gì? Vì đây là những cái đoạn nó rất là hay mà chính thi sĩ đã viết, hay là một vài người bạn của thi sĩ viết về thơ của thi sĩ. Michelle Phương Thảo đọc cái đoạn thế này. Thi sĩ viết cơ bản: tôi là một thi sĩ hụt viết văn hơn là một nhà văn tinh dòng viết văn. Thì đầu tiên là thi sĩ đã xác định mình là thi sĩ, đúng không? Vâng. Khi tôi viết câu cái đoạn văn đó đó, tôi không chỉ nói chú thì chú không có bao giờ nói về mình cả. Lúc đầu thì chú bắt đầu bằng làm thơ và cuối đời thì chú cũng làm thơ. Nhưng mà có một số không ít những nhà văn Việt Nam và thế giới nữa là mới đầu họ bắt đầu bằng làm thơ, nhất là cái lúc cái tuổi trẻ bồng bột và rất dễ xúc động thì họ làm thơ. Nhưng sau một thời gian, tùy theo gọi là cái môi trường sống và cái kinh nghiệm của bản thân, thì họ chẳng hạn như là họ thấy nếu làm thơ không thể kiếm sống được, vậy họ phải chuyển sang viết văn. Họ chuyển sang viết văn thì đầu tiên để mưu sinh, và đồng thời nữa là họ cũng muốn dùng một cái thể gọi là văn học nào khác để mà như là cái phương tiện để diễn đạt cái tư tưởng của mình. Nhưng mà sau khi đó, một số nhà văn sau khi là về cuối đời đó thì họ lại trở lại làm thơ. Tức họ mới đầu đã làm thơ, nhưng sau cuối cùng không có cơ duyên với thơ, hoặc là vì biết rằng vấn đề thực tế, vấn đề vật chất, thì cuối cùng họ phải trở lại làm thơ như Mai Thảo, anh Võ Phiến, anh Vũ Khoan, vân vân làm. Thì tôi gọi những người đó là không có duyên với gọi là cái nàng thơ, tôi gọi họ là những thi sĩ hụt. Tức là tiếng Pháp là gọi là poet manquer, đại khái như vậy. Còn Cung Trầm Tưởng không phải là poet manquer, thi sĩ hụt, từ đầu cho đến cuối vẫn là một nhà thơ, là một thi sĩ. Dạ. Bây giờ mình cho Vương Thảo xin thi, nói chuyện về cái tập thơ đầu tiên của thi sĩ. Vâng. Vì đây là một hành trình thơ, và thưa quý khán thính giả, bắt đầu năm 1948, có nghĩa là khi Michelle Phương Thảo ra đời là năm 1968, có nghĩa là chú đã làm thơ 20 năm trước khi Michelle Phương Thảo ra đời. Đó là một hành trình rất dài. Bây giờ tính năm này là 2014. Thì bây giờ tập thơ đầu tiên mà Michelle Phương Thảo muốn nói đến dĩ nhiên là tập thơ Tình Ca. Vì nếu mà nói đến tình ca thì mọi người lại cứ bảo là tại sao cứ nói mãi những cái bài này, Mùa Thu Paris hay là Tiếng Em. Không phải, vì Michelle Phương Thảo ôn cố tri tân, có những người bạn trẻ xem chương trình bây giờ cũng sẽ được giới thiệu đến tình ca. Thì bây giờ xin mời chú nói về tình ca. Thì lúc mà tôi bắt đầu làm thơ là lúc tôi 16 tuổi. Nhưng mà lúc đó thì cái cảm xúc của mình ấy về vấn đề gọi đời sống tình cảm ấy thì nó mông lung, nó chưa có gì cố định. Cũng có yêu bóng yêu gió một cô nữ xinh nhỏ thế thôi. Nhưng mà nó chưa có đủ điều kiện để mà có thể làm ra một bài thơ. Nhưng mà sau đó thì tôi có thể nói rằng cái thơ tình ca của tôi ấy, khởi sự thực sự là khi mà tôi du học bên Pháp. Đó. Thì cho đến bây giờ thì thường thường họ khi nói tới cái thuở đầu của tình ca Cung Trầm Tưởng đấy, thì họ hay nói tới Mùa Thu Paris. Họ nói là Tiễn Em. Thật ra nó là Chưa Bao Giờ Buồn Thế mà nhạc sĩ Phạm Duy đổi tên thành là Tiễn Em. Dạ. Rồi một số bài khác, bài Michelle, vân 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 đó. Thì cái lúc đó thì tôi cho coi là sự khai mào, đồng thời sự nổ rợ, gọi là có thể nói là cái thể tình ca của Cung Trầm Tưởng. Đại khái là như vậy. Tức là khi nào lúc tôi đi du học bên Việt thì tôi không dám nói là mình biết yêu hay không yêu, nhưng mà mình có những xúc động ghê gớm trước một cái vẻ đẹp và hay cái tâm tình của một người thiếu nữ Pháp mà tôi may mắn được gặp. Dạ.
Đó là người thiếu nữ có tóc vàng sợi nhỏ và có đôi mắt nâu. Phải không chú? Và hình như là người thiếu nữ đó có tên là Michelle, phải không chú ạ? Đó là một trong. Bây giờ nói một thật. Phải, bây giờ vì thế chú rất là thật thà. Thật thà. Do đến lúc là tôi học xong lắm. Nhưng mà thời đó thì tôi cũng không nên nỗi xấu ra. Thế rồi lại gọi là nhảy rất giỏi. Thế thì có một số thiếu nữ ở Pháp thì thấy tôi cũng thấy ra vẻ cậu này ngộ nghĩnh một chút thì cô ra vẻ cảm tính. Dạ. Đấy. Nhưng mà tôi xin nói là không chỉ có Michelle mà còn có những người khác, François, Simon, vân vân và vân vân. Thì những cái bài thơ đó là tôi không có hư cấu, tức là có người tình thật. Người tình là người tình Pháp, mà có thể nói tất cả đều là tóc vàng sợi nhỏ. Đó là một cái tôi thích. Thế cho nên là cái thời đó mà gặp chú Tưởng, cung chồng Tưởng thì chú nói là một Parisian. Nhảy đầm hay. Như là chú đã nói là có rất là nhiều cô. Tuy nhiên là có Michelle có hai bài thơ, cho nên Michelle cũng phải đọc để mà khoe. Là có những cái câu rất là hay về Michelle. Michelle tóc vàng buông hờ suý động, hiu hiu đôi nét khép Michelle mi. Khuya nâng niu tôi im như vô tri, nằm nghe nguôi ngơi lời Michelle yếu. Cái Michelle Phương Thảo nhận ra là chú dùng cái tĩnh từ ngược. Giống như là cái chơi chữ của chú cái văn hóa. Chú lại học Pháp nhưng mà chú lại dùng văn hóa Anh. Thì mình thấy là lúc đó thay vì tiếng Việt là sinh ngữ đầu thì tôi chọn tiếng Anh là sinh ngữ đầu. Thế nhưng mà tôi áp dụng cái thể gọi là sở hữu đó, cách đó. Tức là thay vì the parents of my friend thì tiếng Anh nó đảo ngược. Đúng thế. Thế thì chú táo bạo cho làm. Thế nhưng cái quan trọng nhất là khi vào tiếng Việt nó phải có cái âm hưởng của cái tiếng Việt chứ. Vì thế thì đây xin lên sáu một chút nhé. Vì thế tôi xin đọc cái này để thấy các vị sẽ thấy là nó có một cái sự quyện mà nó có những cái âm sắc có thể nói là Việt Nam. Dạ. Mà của lúc đó tôi bị mang tiếng là người mà anh Tây Con. Mà nói, tôi xin đọc đại khái này nhé. Michelle tóc sở hữu cách đúng không? Vàng buông hờ suối động, hiu đôi nét khép Michelle mi đó. Khuyên nâng niu tôi im như vô tri, nằm nghe nguôi ngơi lời Michelle liếu. Michelle liếu tôi là liếu. Dạ. Đấy, đây là khá như vậy. Cái bài này nên đọc chứ đừng nên ngâm. Dạ đúng. Đúng. Bây giờ có một bài thơ mà Michelle Vinh Thảo rất là mê. Mê qua cái bài hát thật sự là như thế. Đó là bài Benny Benner với cô Khánh Ly hát năm 1988. Và Michelle Vinh Thảo mê kinh khủng lắm. Mình phải nói là đây là một bài thơ mình mê. Nhưng khi mà cầm cuốn sách này và khi mà đọc thì mới biết rằng chú đã làm bài thơ này năm 1950. Lúc đó chú vừa mới có 18 tuổi. Và quý vị nghe một vài lời nhé. Em có nghe dồn dã, bước ai vất vả, bóng ai chập chờn, hồn ai cô đơn, say xưa tìm về ấm cúng. Đây là những cái cụm từ gọi là rất mature. Wow. Rất là trưởng thành. Làm sao mà chú có thể viết ra bài tương phản khi chú vừa mới 18 tuổi ạ? Thì có thể nói là tôi không biết tại sao tôi lại viết thế này. Và xin nói một điều bí mật là tôi học theo chương trình Pháp. Thế thì tôi bắt đầu có thể là học viết văn tiếng Việt ở với trình độ văn chương đấy là khi mà tôi khoảng độ 16 tuổi. Trước kia tôi phải nghĩ bằng tiếng gì? Tiếng Pháp. Rồi lúc đó tôi mới bập bẹ, tôi mới viết bằng tiếng Việt. Nhưng mà rồi bà mẹ tôi dạy tôi tiếng Việt nữa, rồi cho tôi đọc những lúc thời đó từ lực văn đoàn, những cái thứ vân vân. Thì tôi tự nhiên tôi nghĩ rằng là có lẽ bây giờ mình phải viết khác. Nếu là văn xuôi đó, hay làm thơ đó, thì mình phải viết khác. Những cái gì mà các bậc đàn anh, các bậc tiền bối đã. Thì đó là một cái ý tưởng mà tôi táo bạo.
Thế bây giờ trở lại bối cảnh của cái bài Tương Phản mà anh Phạm Duy đổi là Bên Ni Bên Nớ. Thật ra trong này cũng có một câu Bên Ni Bên Nớ là của tôi. Lúc đó cái khung cảnh đó là ở Đa Cao, năm 1950. Nó chỉ ngừng trước khi đó là có một con độc lộ nối Đa Cao sang tới phía bên kia là Gia Định. Thì cái đường đó thời đó không có an ninh. Và có thể thời đó gọi Việt Minh nó hay phục lắm. Cái bên tay mặt ở giữa gọi là Đa Cao và Gia Định thì có một cái nghĩa địa. Có một số nghĩa địa mà có lẽ là ngôi mộ không chủ. Vì thế mới Hoang Liêu Về Chết Tha Ma, Tiếng Chân Ngõ Quốc, Người Xa Vắng Người. Thì cái thời đó người Nam Bộ mà chắc người là họ có một số đi quốc. Thì cái ban đêm mà hoang vắng như vậy mà đe dọa của cái chiến tranh đó, nó cũng vàng phẳng phất. Và lúc đó thì tôi ở một cái nhà của một nhà, bà chị của tôi thì nó ở ngay Đa Cao. Thì đó là cái khung cảnh, cái địa điểm của cái sự ra đời của bài thơ này. Em ngồi là anh ngồi làm thơ, em ngồi bấm đốt con thơ ra đời. Mà lúc tôi 18 tuổi tôi đang học xong cái Tú Tài. Thì thật ra này là tôi có một anh bạn cùng học lớp với tôi mà anh cũng hơn tôi 2 tuổi. Thì anh lúc đó anh mới lập gia đình, mới một người vợ và rất dễ thương. Thành tôi thấy cái gọi là cái khung cảnh ấm cúng của một đôi cặp vợ chồng trẻ đó, nó đẹp quá. Vì thế nên tôi cảm hứng lắm lên chứ cái người yêu đó là của anh bạn, chứ không phải của tôi. Lúc đó thì tôi vẫn chưa có vợ, chưa có gì cả. Dạ. Đó là cái là như vậy đấy. Thế thì cái hình ảnh mà bên nớ ở đâu mà chú thấy là gia nhân nằm phô loát thế? À thì thế này thì thời đó thì tôi tuy là học đi học ở lycée đấy, nhưng mà thỉnh thoảng có những người bạn rủ đi nhảy đầm, tức là tới gọi nhảy đầm tức là khiêu vũ đó. Thì đó là cái ở con đường Trần Hưng Đạo đi vào trong Chợ Lớn. Và thời đó có thể là cái thời mà người ta sống cuộc sống buông thả, vì có thể rồi chiến tranh đã đến cửa ngõ Sài Gòn rồi, người ta sống không có ngày mai, hay nói theo kiểu thời đó là người sống một cách gọi Führer der Wehr, hối hả, sợ nhỡ ngày mai mình để chờ thì không có được. Thì tôi có đi khiêu vũ và cũng thích khiêu vũ lắm, thì tôi cũng mường tượng ra là để diễn tả cái hình cảnh mà có tính cách gọi là không tốt đẹp đó, suy đồi đạo đức đó do chiến tranh gây ra, mà cũng có thật chứ không phải là, nhưng tôi thi vị hóa ra, tức là bên nớ dạ thành khoe chắc lệ, tức là vũ trường ở khu đó đấy. Chơ chẽn giai nhân phô lóa thể, đó là cái khung cảnh của cái lúc đó, là chứ không có gì khác hơn cả đó. Rồi cái gì nữa? Đó. Rồi thì bên ni bên nớ phải không? Thì cái bên đó. Bên ni bên nớ bên ni đêm lạnh cả lạnh. Lạnh đêm mà chẳng lạnh buông phật. Thì lúc đó tôi lại rất mê cái giọng Huế, đặc biệt của các cô thiếu nữ Huế ở Đồng Khánh hát nói hay không thể nữa được. Thì tôi cảm hứng cái đó thì tôi thay vì bên này bên kia thì tôi phải bên nớ bên ni đêm lạnh cả. Thì cái đó là tôi muốn dẫn các quý vị vào độc giả vào một cái khung cảnh lúc đó. Là bên nớ bên ni đêm lạnh cả, là cái đời sống xã hội đó nó đã mấp mé lúc đó, những cái đe dọa nào đó, tức là cái tình yêu, cái hạnh phúc gia đình năm 1950 nó chưa họ ra là cái sự đổ vỡ, nhưng mà rồi sẽ đổ vỡ. Cái hạnh phúc gia đình của lứa đôi Việt Nam ấy nó sẽ đổ vỡ, và cái do ai? Và do chiến tranh. Tôi không ngờ lời thơ đó thì có một số độc giả bảo tôi ông đã tiên tri được là sao. Thì lúc đó mình không tiên tri, mình tự nhiên có một cái sự sợ hãi nào đó cho cái cặp vợ chồng đó. Michelle Xuân Thảo xin nhắc lại là bài thơ làm năm 1950. Cho nên đúng như là thầy sĩ đã nói, thầy sĩ đã tiên tri ra một cái sự tương phản, một cái sự chia đôi đất nước. Đất nước đấy. Đúng không ạ? Đúng rồi bạn đấy. Mà cái đất nước đó được khoảng cách ly đó không phải chỉ ở sau đó mới là cầu Bến Đà. Nếu có đó thì chưa có. Thì riêng tôi chỉ nhìn thấy bên này là Đa Cao, bên kia là Gia Định, ở cái chức tật của No Man's Land. Bên cạnh đó là một cái nghĩa địa, không ngờ đó là một bức tranh. Nghĩa địa đó là chôn những người có thể tử sĩ chẳng hạn đó.
Thì đó là một cái mà người ta có lẽ trong tiềm thức người ta thích cái cảnh đó vì nhắc nhở cho họ một cái gì đó. Dạ. Đó. Thì đấy, 18 tuổi tôi chỉ biết như vậy thôi. À, thưa quý khán giả, 18 tuổi thì chú đã viết bài này. Và khi người ta nhắc đến tình ca như là Mùa Thu Paris, người ta nhắc đến những mẫu tình đấy. Nhưng với Michelle Phương Thảo, khi mà đọc hết cái hậu gần hết cuốn sách của chú đó, Michelle nhận thấy là khi đó chú trong tiềm thức chú đã thấy rất nhiều cái sự chia ly trong cuộc đời của nhiều người, nhưng đây là cuộc đời của chính chú. Những bài thơ có rất nhiều hình ảnh xăng tàu, nhà ga, đó là cái sự tiễn đưa. Hình như cuộc đời chú từ đầu đã là những sự biệt ly, đúng không ạ? Mà nó phản ánh cái tương lai của cái thân phận Việt Nam. Đấy, vì thế cái đó thì khán giả sau này đó, độc giả sau này mới thấy có một cái gì đó gần gũi với chính cái cảnh của chính họ. Vì thế họ có thể có họ cảm tình với những cái thơ và tôi đang nói về tình yêu đó là như vậy. Mà tôi tập trung phần lớn vào tình yêu lứa đôi và tình yêu vợ chồng. Dạ, và tình yêu đó từ xuyên suốt hành trình thơ là một tình yêu có rất nhiều chia ly, rất nhiều nước mắt. Bên thế thái
trong lòng vẫn phải đeo mong. Hai tâm linh đan kín lại, bấm đốt ngón tay chờ đợi, chờ ngày con thơ, thơ cũng ra đời. Sông khép hờ, bên trong kinh gió ấm ơi là tình. Đêm trăng ngày ta theo tiếng xe về. Người xa vắng.